Ta còn gì để nói? Chấm dứt là cách tốt thôi. Hai người dưng ngược lối. Suy nghĩ chi em ơi? Hà cớ chi níu kéo? Khi cuộc tình ta đã héo khô, anh phải trả cho em sự tự do, trả cho em những lời nói dối. Em xếp ngăn nắp vào anh bao ngày. Hello, hello, hello Hello cả nhà yêu thương, hello cả nhà thân mến. Hello Monica. Oh fuck, wrong. Wrong machine. Hey Jasmine, you need to share my Facebook live, Jasmine, please. Can you add me? Oh, this is your phone or no? This is my sister's phone. Your phone is died? Yeah, unless you gotta charge it. What phone is that? iPhone. We have iPhone. Hello, right now. Đéo kêu tên mà anh. Hello cả nhà. Bận bận rộn lắm, bây giờ mới có thời gian lên đây làm một bộ nail cuối ngày luôn á, mà nó rất là dài nha, nó rất là dài. Cả nhà khỏe không? Oh. You want to see the picture of what I'm doing? Here. You see it? You need to share. You don't have to ask. Hello, chị. Đây là màu Holo Glitter number 2. Đây là màu off-white. Sẽ dùng hai cái màu này, hai cái màu cực kỳ đơn giản và dễ kiếm tiền. Và đây là cái bộ móng, mà đây là cái bộ tip mà mới nhận được của chị Thảo, mà chưa có thời gian để làm live nha mọi người. Cái bộ móng này đúng ra là dùng á. Yeah, đúng ra là bộ móng này, cái hộp tip này là dùng để mà làm như vậy này, làm tức là mình sẽ gắn như vậy luôn này. Nhưng mà tại vì cái móng này nó dài á, cho nên là mình sẽ gắn luôn. Thì còn làm như bình thường của cái này thì phải chờ ngày, chắc ngày mai sáng mai sẽ làm cho mọi người xem nhé. Còn bây giờ là chỉ làm tại vì cái tip này nó đẹp quá, cho nên là thử gắn như tip bình thường xem như thế nào. Nhưng mà cái tip này thực sự rất đẹp, nó đẹp lắm luôn á. Cái móng này thực sự rất là đẹp luôn chị Thảo ơi, đẹp lắm. Mà cái hộp đồ của chị Thảo gửi rất là tuyệt vời nha mọi người. Mình không ngờ là nó lại như vậy luôn, tại vì không những là có một hộp móng nhỏ, mà nó còn có mua một hộp móng móng coffin luôn nha. Cho nên là bộ móng rất là đẹp, nó trong cái hộp móng rất là đẹp, nhìn đã lắm, mà nó dài dặn lắm, nó rất là dài. Tạm thời thì bây giờ mình phải gắn trước thôi, còn chút còn ngày mai sáng mai thì mới bắt đầu làm theo cái kiểu mà móng bình thường nhé. Tại bây giờ làm một móng này rất là dài, mà cái này nó rất, cái móng này thì bảo đảm là sẽ rất là đẹp luôn. Đây mới gắn lên mà nó đã như vậy rồi á. Ngày hôm nay rất là bận, nói chung là ngày hôm nay không phải là ngày hôm nay đâu, mấy bữa giờ bận muốn làm lắm luôn á, mà muốn làm live lắm luôn mà không có thời gian, cho nên là hello Nail Spa, hello Trung Phan nha mọi người, hello mọi người. Chào Nhâm Mến, chào cả nhà nha. Cái mẫu móng này chị Thảo gửi cho em nhận được hôm qua nha chị Thảo, nhưng mà mấy hôm nay bận em chưa làm live để mà giới thiệu cho mọi người biết. Thì sẵn ở đây á, thì em sẽ làm cái này đi, em làm em tạm thời là em gắn trước, tại vì
Hiện bây giờ em sẽ làm một mẫu rất là dài. Gắn cái này đây rất là tiếc luôn nha mọi người. Hello Mi Trần. Gắn cái này, I do a wrong number. Gắn cái này rất là tiếc tại vì cái móng nó đẹp lắm luôn á. Cái móng nhìn cái móng đẹp lắm. Where's number 3 rồi? Tớ còn gì để nói. Oh man. Nhớ về một người ở nơi xa xôi. Chúng ta chia tay cũng lâu lắm rồi. Hi Quincy. Đó, cái này đúng ra là sẽ gắn như vậy này. Cái form móng nó rất là đẹp luôn. Nó vừa luôn đấy mọi người. Đó. Đúng ra là phải gắn như vậy này. Nhưng mà tại vì người khách này làm móng dài á, cho nên là nếu như mà gắn như vậy thì nó sẽ làm cho cái móng nó ngắt lại á. Cái form móng cực kỳ chuẩn mà nó rất là dày. Nó dày lắm. Nó dày dặn. Nhìn nó chắc chắn lắm. Dạ đúng rồi chị, em nhìn móng đẹp lắm luôn á, rất là đẹp. Nhìn móng đẹp lắm mà tại vì nó làm móng dài cho nên là em phải gắn kiểu này thôi. Chứ em biết là nếu như mà em làm theo cái kiểu kia thì rất là đẹp luôn. Đây. Ví dụ như mình nếu như làm theo kiểu kia thì mình chỉ cần in nó vào này này. Chỉ cần in như vào thế này là xong rồi này. Đó, mọi người thấy không? Đó đây, giống như mình đẩy cái băng này vào rồi mình nó vừa cái form nó giống như là sắp xếp sẵn luôn vậy rồi á. Em biết mà chị, em ăn da nó chị, em ăn da nó tại vì em thấy đẹp quá. Em ăn da em thấy đẹp cho nên là em chơi cái này luôn. Em thấy nó đẹp quá mà em chưa có thời gian để em làm luôn. Giờ này chỉ biết là bao nhiêu 7 giờ rồi mà em đang còn ngồi lò mò ở đây là chỉ biết rồi đó. Đó, lúc mà mình gắn cái móng này vào là nó vừa đúng cái form của móng luôn nha. Mà móng rất là dày. Đây ví dụ như cái móng này này. Cái này là gắn bị hư rồi nhưng mà thôi kệ nó đi, giữ lại tiết kiệm đi. Cho vào đây này. Móng nó đẹp quá. Nó dày mà nó cứng cáp lắm. Mà cái form móng cũng đẹp nữa, mà chị Thảo rất là, mà đồ của chị Thảo ngày hôm qua em nhận thì em mới biết được một điều là chị gửi cho em hai hộp luôn, tức là thế này nè mọi người, cho mình chút. Ok đây mọi người, đây là cái hộp móng này á, là nó sẽ là, cái shape nó sẽ là như vậy này. Đó, cái shape nó giống như shape nhọn, mình có thể làm nhọn, mình có thể làm almond shape, mình có thể làm almond rồi chỉ là nhọn almond. Nói chung là mình có thể làm cái shape này. Đây là cái hộp rất là đẹp đây. Đó, rồi trong khi đó là còn một hộp nữa là cái hộp ở dưới. Thì cái hộp này là cái hộp móng coffin. Hello Chi. Hello Thảo Lê. Đó, tức là cái set mà chị Thảo gửi thì nó sẽ có hai hộp nha mọi người, hai hộp, một hộp là mình có thể dùng làm coffin và một hộp thì mình có thể mình dùng để mình làm móng nhọn móng này kia. Rất là đẹp, nói chung móng nó rất là chắc, nhìn nó chắc chắn, nó nhìn chắc chắn lắm. Đây. Wait, take wrong side. Đây cho mọi người tại vì cái khách này người ta sẽ làm bộ móng dài ấy, mà mình nghĩ là thử cái móng này xem nó như thế nào, lần đầu làm cho nên là hy vọng là nó sẽ đẹp. Đó, cái này để làm S gel, cái này làm móng nó chắc lắm. Làm cái này thì biết trước một điều là sẽ rất là đỡ rất là nhiều thời gian luôn. Cái này thì không cần phải phân vân nữa tại vì móng nó sẽ đơn bộ móng rất là đẹp. Đây hộp soi đó. You want to cut a little bit right?
Đây cái mộng này bây giờ khách người ta sẽ cắt một chút thôi. I will take off the number, okay? Mộng. Đó, trời ơi, cái mộng nhìn đã thiệt chứ. Nó dày. Và bảo đảm là làm bộ mộng này ra thì hello Trần Hợp nha. Hello mọi người. Hôm qua nhận được rồi, em nhận được rồi nha, nhưng mà em chưa có thời gian để em làm live các anh chị. Đó, mọi người cũng biết rất là háo hức về cái mộng này. Ngày mai sẽ có khách làm, ngày mai sẽ có khách. Hey. Talk to them a little bit more, I'm sorry. A little bit more. Rồi mộng nó đã lắm rồi, nhìn cầm chắc chắn lắm. So I will do a full set like this. Mm-hmm. This is the full set the customer want. Mọi người biết ngày mai Anthony sẽ làm cái bộ mộng S gel thì mọi người xem là một bộ full set nó sẽ làm trong vòng bao nhiêu phút nha. Còn bây giờ thì cái này bộ này đắp bột nhưng mà mộng nhìn cực chất luôn á, chất như nước cất. Đây nha mọi người, gắn cái mộng vào là xếp là nó luôn, nó đã là như vậy luôn rồi. Hai chị nè. Đó, mọi người thấy không? Mọi người thấy gắn lên là nó đẹp sẵn phải không? Hello Quỳnh. Từ sáng giờ là tính làm mấy lần rồi nhưng mà vội không có làm được. Lúc nào cho nên lúc nào mà làm live á cũng cứ phải chờ cuối ngày á, có hết khách rồi á. Rồi từ từ làm rồi nói chuyện với mọi người chứ làm vội không có làm được. Dạ em khỏe chị, em khỏe. Dạ nói chung bộ móc này thì mọi người làm kiếm tiền một cách nó gọi là hello thư thảo nha. Mình nghĩ là bộ móc này thì làm kiếm tiền nó rất là nhẹ nhàng luôn á. Hello Phương Trinh, hello công. Nó gắn lên là nó đẹp sẵn luôn rồi. Và nó cực kỳ chắc này. So the middle will be the white, all white, right? Dạ đúng rồi, cái này không phải là làm, cái này nó không phải từ plastic cho nên nó không phải làm từ nhựa cho nên là nó chắc lắm luôn á. Cái này mà nó mà gãy một phát thì chỉ có là đó, mọi người thấy bộ móng nó dài như vậy này. Đó, chả lẽ nó giờ lấy thước đo chứ. Để xem nào. Đo luôn. Cái này là gần 2 inch nha mọi người. Cái này là gần 2 inch, 1 inch 1 inch 3/4 á, cái này gần 2 inch. Chơi đo luôn cho mọi người thấy. Dạ đúng rồi chị, dài lắm, nói chung dài nhưng mà chắc, em thấy là rất là chắc. Chứ dài mà không phải mà mỏng manh đâu nha, mà dài mà rất là chắc luôn á. Đây là cái màu holographic số 2. Cái này là màu soft white, cái này là super white, nhưng mà tại vì hết rồi cho nên mới pha lại thôi.
Ok, bây giờ mọi người nhìn, bây giờ mọi người xem đắp 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 nó như thế nào nhé. This is so fire. This is so fire. The tips and the set she get done. Vì ở bên dưới là mình sẽ đắp cái glitter, cho nên là nếu như mọi người mà đắp cái glitter ở dưới rồi đắp cái bột quay ở trên á thì nó sẽ che mất cái glitter. Cho nên mình hay hello Vi Thảo Lê. Cho nên lúc mà mình đắp glitter ombre như vậy á, thì mình sẽ đắp bột trắng ở trên trước rồi sau đó mình sẽ đâu cần đâu. Nếu như mà muốn mong thẳng thì sẽ có mong thẳng chứ đâu cần mà phải nối làm gì bạn. Tại vì nếu như cần mong thẳng là có mong thẳng nhé, đâu cần phải nối đâu. Ở đây em có những cái mong thép cực kỳ dài luôn á, cực kỳ dài mà ấy á. Tại vì đó thì mình sẽ đắp bột trắng trước nha mọi người, đắp bột trắng trước. Thì đây là cái bột, đây là cái holographic này, cái này màu gold nha mọi người. Đây, bao bột rất là đẹp. So the pinky nail is all glitter. Oh shit. You can do it how you want to do the other one for glitter. Okay, all right. I'm cool with mismatch. Mọi người mà dùng cái móng này thì cái tỷ lệ mà móng gãy là nó sẽ không có, tại vì cái móng này nó rất là dẻo, thứ hai là nó rất là dày, thứ ba là không cần phải đắp nhiều bột luôn á, không cần phải đắp nhiều bột. Mọi người có những câu hỏi gì thì cứ hỏi ở trên này luôn nha, tại vì ở trên này thì hiện tại là có mọi người muốn hỏi những câu hỏi á, có những câu hỏi gì thì mọi người cứ đặt câu hỏi, tại vì ở trên này thì hiện tại là có chị Thảo là người sản xuất ra cái này, chị Thảo là người sản xuất ra cái này, cho nên là mọi người muốn câu hỏi gì cứ hỏi trên này luôn nha. Hi Tony. Hi Anthony Nguyễn nha. Đó mình đây nha mọi người, đắp không có cần mà phải nhiều bột luôn, là lần đầu tiên mà đắp một cái bột neo dài á, mà lần đầu tiên đắp một cái bột neo dài mà không có mất quá nhiều thời gian như này á. You like it? See? Đó nha mọi người. Cực kỳ hay luôn á. Cái ngón này thì mình sẽ đắp. This is will be the one the all white. The all white, right? Bột này sẽ đắp, cái móng này sẽ đắp nguyên một bộ, nguyên một ngón một trắng. Hello em dậy rồi hả?
Thank you em nha. Tối qua ngủ ngon không? Đó rất là dài luôn mọi người, bộ móng này rất là dài. When do you come home? Not for a while. Damn. Because she took off today. Hello Tuyền, hello mọi người nhé. And then she said she was going to be off Saturday, but she has... Hello cả nhà nhé, hello Đoàn Mộ. Hello Mai Hoàng, hello Nguyên Lê Huỳnh, nhiều lắm, nói chung hello cả nhà, nhiều người, rất hôm nay rất là nhiều người cho nên là sẽ không có chào hết được tất cả mọi người nha. Thì đây nha mọi người, đây là cái đây một ngọn thôi, đó một ngọn này là màu trắng, còn những cái ngọn còn lại như vậy thì mình những cái ngọn còn lại như vậy thì sẽ đắp cái kiểu như là ombre glitter với white, glitter với white nha mọi người. You good, Shira? You good? Because oh yes, Ashley, I will. Can you inbox me? Can you inbox me so I will send you the link. I will send you the link, okay? Yeah, you just inbox me, I will send you the link, okay? Because, and also, if you have a question, you can ask here as well, because I think the lady who is the owner of this company, she's watching as well. Oh, đắp mấy cái ba ngón mà hết một cái ly liquid luôn á, ghê thiệt. Cảm ơn em nha, lúc nào cũng thả tim nha anh ấy đó. Đó mọi người thấy không, mọi người thấy đắp cực kỳ đơn giản á, cực kỳ đơn giản. Yeah, you can inbox her, Ashley, you can inbox her and she will she will tell you where to buy it. I mean like she will show you how to buy it. What you doing later? Oh, okay. Did you wanna talk to my sister or alright, I'll let her know. Alright. Đây ở mọi người thấy không? Mọi người thấy Marcus called, I told him. He said he'll call you later. He's waiting on his dad to get down from VA. He said what? He's waiting on his father to get here from VA.
From jail. VA. Oh, yeah, that's right. Oh, so that's where he going tonight? No, I don't know. Yeah. So is he going back up there with the I asked him what he was doing later. He said waiting on him, so probably just hanging out with his dad. Hello, hello em. Đó, hôm qua anh hứa với em là anh sẽ tag tên của em vào. Bây giờ anh tag tên rồi nha. Đó mọi người, những bộ neo như vậy này, những bộ neo như vậy làm nó, nếu như mà những cái tip mà nó mỏng á, mình build rất là cực, nhưng mà những cái tip mà nó dày như vậy rồi thì mình đỡ rất là nhiều thời gian. Đó, bây giờ mình sẽ đắp màu trắng hết một lượt rồi chút rồi mình sẽ quay lại mình đắp cái glitter lên. Còn cái ngọn này thì chút nữa, cái ngọn giữa thì chút nữa mình sẽ làm design nha mọi người. Thank you em nhiều. Hello Huyền Trang. Hello cả nhà nha. Hi Kaylin. Đó, bây giờ mình sau khi mình đắp như màu quay rồi á thì bây giờ sẽ quay lại đắp cái bột đắp cái glitter lên nha mọi người. Đó mọi người thấy chưa? You busy with the phone? Mm-hmm. Because you keep doing like that, I cannot. That's right. Đó, bình thường mà đắp bột thì mình hay để cho nó chảy á, mình cứ hay chuỗi ngón tay xuống như vậy cho nó chảy. Nó bao giờ mà nó hết chảy rồi thì mình sẽ vuốt, còn nó đang còn chảy thì cứ để cho nó chảy. Mình chỉ có việc nghiêng ngón tay hai bên để cho nó chảy cho đều bột thôi. Chứ lúc mà bột nó đang chảy là mình không có vuốt nha, tại vì nó vuốt là nó mất hết bột luôn á. Em ăn sáng chưa Thơm?
Đó, sau khi mình đắp như vậy rồi thì cái bước tiếp theo đó là mình sẽ đắp mình sẽ cover với một cái lớp mình sẽ cover một mình sẽ cover với một cái lớp bột clear lên nha mọi người. Không biết cái bột clear bây giờ nó còn nằm đâu rồi. Tôi lấy cái. Đó mình sẽ cover với một cái lớp clear thì lúc mà mình rửa thì những cái bột kim tuyến ở dưới nó không bị mất nhé. Jasmine, you need to share. Hello cả nhà nha. Đó, sau khi mình đắp rồi thì mình sẽ bây giờ mình sẽ khô mình sẽ đắp một lớp mỏng nhé, một lớp mỏng clear ở trên này. Để lúc nó để chút nữa mình dùa nó không có bị mất những cái kim tuyến mà mình đắp ở dưới nha mọi người. Đó, nó cực kỳ nó rất là đẹp luôn. Thế mọi người đắp cái bộ móng dài như vậy mà cái thời gian để mà đắp một cái bộ này thì bình thường nếu như mà đắp những cái móng thép mà nó mỏng á mình sẽ đắp rất là cực, nhưng mà cái này nó build sẵn nó dày rồi cho nên là cái thời gian mình đắp nó sẽ rất là nhanh đó. This is to be the whole clear, right? You like it, right? I'm not used to nails this long, Yeah. but I like them. The one I, the tip I use for you is extra thick, so I don't think it will be. Make sure. Period. Cái ngọn giữa thì sẽ đắp nguyên một ngọn một trắng hết. Đó mọi người khi đắp bột thì mình cứ để cho bột nó chảy tự nhiên nhá. Đến lúc mà mình cảm thấy nó không có chảy nữa thì mình mới vuốt. Chứ mình không có vuốt liền. Mình vuốt liền thì bột nó sẽ mất á, cho nên là mình cứ để cho nó chảy một cách tự nhiên. Nhưng mà nhớ mình xoay tay á, mình xoay hai bên cho nó chảy cho nó đều á. Màn đêm buông xuống,
căn phòng lạnh lẽo, anh thấy cô đơn, anh thấy mỏi mệt và anh nhớ về người, anh nhớ nụ cười của em. Hello Tân. Đó, cái ngọn này là sẽ đắp hết nguyên một ngọn như vậy á. Rồi tiếp tục qua cái ngọn út. Cái ngọn út thì sẽ đắp nguyên một ngọn bột kim tuyết. Đó, mọi người thấy bột nó chảy này, thì cứ để cho nó chảy kể nó. Nếu như mà nó còn chảy thì cứ để cho nó chảy kể nó. Và lúc mà mình vuốt thì mình vuốt nhẹ nha mọi người, mình vuốt nhẹ thôi, mình vuốt nhẹ nhàng, mình không có vuốt mạnh. Vuốt nhẹ nhẹ thì nó mới không bị mất bột nha. Còn một cái nữa là lúc mà mình vuốt bột thì với những cái người mà mới vô học á, thì lúc mà mình vuốt á, thì mình nên xoay cái con tay. Mình xoay cho nó đều. Mình xoay con tay được rồi, mình không cần phải xoay cỏ nhé mọi người. Thực sự cái móng này là rất là dài cho nên là từ nãy giờ là chắc là này là ly thứ ba rồi đó, cái ly liquid đó. Đắp mà đắp cái kiểu ombre này á, mà mình đắp mà đắp glitter ở dưới xong mình mới khô với cái màu trắng ở trên thì nó sẽ khô, nó sẽ làm cho cái màu trắng nó sẽ che mất cái màu glitter, cho nên là mình sẽ đắp ở trên cái màu glitter, màu trắng ở trên, sau đó mình sẽ chồng cái màu glitter lên.
Hello tất cả mọi người, hello chào tất cả mọi người. Đó, mình đắp như vậy này, rồi chốt là mình sẽ trồng cái glitter lên cho mọi người. Hello Thùy Dung, hi Stephanie, hello Nguyễn Tý. Hello Thùy Linh, cảm ơn tất cả mọi người theo dõi nhé. Hello Hiếu. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại, mình sẽ đắp glitter lên cho những cái ngón còn lại cho mọi người. Hi Tracy. Đắp một cái bột glitter này nó làm cho cái nước liquid của mình nó rất là dơ. Hello em, tên không? Tên không? Anh cứ đọc là anh cứ bị rỗi cái tên của em ấy. Đây nha mọi người, đắp như vậy này, mình dồn ở dưới lên thì cái màu trắng nó sẽ không cover cái màu glitter. Đúng rồi em, màu kim tuyến này rất là đẹp. Cái màu kim tuyến này thì nó nằm trong cái collection của Pyramid cho mọi người. Nó có một cái collection màu kim tuyến rất là đẹp mà mình rất là dễ kiếm tiền với những cái màu kim tuyến này. Làm đơn giản chỉ là những cái màu nó trộn chung lại với nhau thì mình cũng đã tạo ra một cái design rồi. Đó, mình làm nhẹ nhàng với như vậy này. Hai anh
Đó, sau khi mình đắp xong thì mình sẽ mình cái màu kim tuyến mà mình xài là cái màu Holo Glitter number 2 nha mọi người. Thì bây giờ sẽ cover với cái lớp một lớp clear nha mọi người ơi. Hello Hiếu. Đó, mình sẽ cover với một lớp clear ở trên. Thì lúc mình dũa nó sẽ không có bị mất những cái nét mà mình đã đắp rồi nha mọi người. Ok, đây là mình đã đắp xong rồi, bây giờ mà mình sẽ bắt đầu dũa nha mọi người. Ok, put your hand in the light for me. Ok cho mọi người, bây giờ dũa đây, bây giờ sẽ dũa. Móng nó rất là chắc luôn, là móng nhìn nó rất là đã. Thank you.
Hello Mai Lê. I'm always do the wrong machine. Cái đồ dũa này thì hello Tú. Cái đồ dũa này thì nó sẽ giúp mình đi cái kiroko cho nó tròn đó. Với lại nó lấy ra những cái bột mà mình dư, nó giúp mình lấy ra những cái bột mà mình làm dư ra. I just bought 2 packs. I'm not gonna be there till after I get my nails done. They're almost done. Okay. Give me like a 30 minutes, 30 to 45 minutes. Alright. Alright, I'll be over there. Alright, All American is out. Huh? I'm gonna need to hear All American come out at 8:30, right? Tonight? Yeah, everybody, what you going on Snap right now? Everybody, go. The new season of All American comes on, yes, on Netflix or TV? The CW. This is what's out. Everybody waiting for it. That, damn. You said on CW? Yeah, I'm gonna download the app. Alright. I already have the app. Then I can connect to the TV. Bet. I'm about to log into mine. I'm gonna text you. I'll be there soon. Alright. Girl, the new season of All American comes out at 8:30. Móc này nó hơi dài nên là lúc dùa nó hơi cực chút, đắp thì cũng cực nhưng mà dùa cực. Hả?
Mến chào cả nhà nha. Đó, hôm nay đắp cái bộ móng dài này rất là đỡ, nó không có cực nhiều, tại vì cái móng thép mà mình lắp lên nó rất là dày rồi, cho nên là không cần quá nhiều bột. Rồi xong là một bàn nữa nha mọi người, bây giờ qua bàn tiếp theo nha. Good. You live around here? I live right down the street in the green. Yeah. Hello Nguyễn, Nguyễn Ngọc Thảo Vi. Em muốn khắc phục cái gì em? Em muốn khắc phục cái gì thì em... Em mài hay bị có răng dấu của đầu mài hả? Thì em sẽ mua một cái đầu mài nó mịn hơn một chút. Ví dụ như ở đây thì anh có dùng cái đầu mài này thì anh thích dùng cái đầu mài này, tại vì cái đầu mài này là cái răng cưa của nó hơi lớn một chút thì mình mài bột nó không có bị dính. Còn trong khi đó thì anh vẫn có những cái đầu mài mà nó rất là vịt như đầu mài này này.
như đồng mài này. Đó thì em cách khắc phục tốt nhất là em sẽ đổi đồng mài thôi. Đó ví dụ như bây giờ anh sẽ đổi đồng mài khác. Nhưng bây giờ anh sẽ đổi cái đồng mài khác. Anh có dùng không dùng đồng mài lúc này nữa. Đó. Thì hầu hết mà bị như vậy thì em thay đổi cái đồng mài đi. Em dùng cái đồng mài nó mịn hơn một chút. Nó gọi là F à, cái đồng mài nó để cái chữ F á, F là fine á. Còn mà M là medium fine thì à, đầu bình thường mình dùng cái chữ F à, mình dùng cái chữ F là được. Đó cái này là anh đang dùng đồng mài F này, còn cái này là dạ trễ đúng rồi, tại vì hôm nay khách hơi đông chút cho nên là làm hơi trễ chút. Đó đầu này là đầu F thì mài nó mịn hơn rất là nhiều. Còn cái này á, là đầu này đầu là medium F thì nó sẽ nếu như mà mình mài mà cho cái máy nó chảy hình như. So the pyramid color I use for the white is off white. It's called off white. Do you like the color, guys? Đó cái này là anh dùng cái đầu này là đầu mịn nhá. Đầu này đầu mịn thì nó sẽ không có bị không có sợ bị răng cưa nữa. Thank you, Kaylin. Nếu mà dùng những mấy cái đầu mịn này thì đôi lúc bột nó dính vào á. Nhưng mà dũa thì nó không có bị răng cưa. Nó rất là mịn. Yeah, it's not done yet. We have to do design as well. Dùa những cái bộ móng dài như vậy không có dễ dùa nha các bạn. Rất là khó tại vì mình phải làm mình dùa làm sao mà từ trên xuống dưới cho nó đều á. Nó rất là khó dùa, không phải dễ dùa đâu. Hi John. Đó thì xong rồi đó. À, bây giờ mình sẽ quay lại cái bột móc một lần nữa. Kiểm tra mình phải dùa lại cho nó đều, cho nó thẳng trước khi mình cho khách đi rửa tay nha mọi người. Ngày mai sẽ làm một bộ móng với cái tip này nha mọi người. Thì sẽ làm, nó gọi là một bộ móng, mình sẽ làm rất là một bộ full set, mình làm rất là nhanh. Với những cái chất liệu mà móng như vậy thì mình sẽ làm rất là nhanh.
Rồi bây giờ đánh buffer và cho khách rửa tay nha. So this is the white that I use for her, and then this is the glitters I use for her. The glitter number 02 from the pyramid, and the name is Holo Glitter. And this is the super white 301, but I just mix with the glitter to make the off white because I don't have no more white. And I'm waiting for her to wash her hand, and I will do the design, and then we'll finish the set. Đây là cái bộ móng xếp mà mình mới nhận được nè. Móng nó hơi xấu một chút, nhưng mà để làm cho mọi người xem. Đây, cái móng nó form như vậy nha mọi người. Đây, lúc mình gắn lên thì nó như vậy này. Đây là đó, nó vừa cái form của móng mình luôn á, nó vừa luôn. Đó, không biết mọi người có thấy không đây. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ làm design cho khách rồi. Đây là những cái sticker, đây là những cái sticker mình sẽ gắn lên cho khách. Can I see? Mm-hmm. So the sign, the square one we will use from this, right? Yeah, so for those ones, this the gold ones. I think it's the circle one and then the diamond shaped one. And then the LV will be use this one, right? No, these ones. You want to use this one? Hold on, let me see. It's on this one, it's these right here. You want small one? Mm-hmm. Okay. Ok mọi người, làm design. Quên, trước khi làm thì... Do they have bigger ones? Right here. You can use the bigger one. Ok. Hello Yến Nhi. Ok, lau tay cho cái nước khách nó cho khô với acetone nha. Mọi người muốn lau gì lau, mình thích lau acetone để nó nhanh khô. Alcohol đôi lúc nó lâu khô. Ok mọi người, mình sẽ gắn một cái chữ LV ngay ở giữa này này. Mọi người thấy không? Đó, mình sẽ gắn một cái chữ LV ngay ở giữa này. Tại vì cái màu này nó màu gold cho nên mình sẽ làm cho nó match. Rồi ở trên này cũng là một cái size hình tròn của LV. Đó. Và ở dưới,
sẽ tiếp tục với một cái này. Rồi bây giờ sẽ gắn, tiếp tục gắn với những cái viên diamond lên nhé. Thì mình gắn diamond với cái gel này nha mọi người. Cái gel này là cái gel dùng để gắn diamond rất là chắc, chắc lắm luôn á. Mỗi lần mà gỡ ra là rất là mệt. Nhưng mà khách thì mình sẽ phải làm những cái gì tốt nhất. Tại vì nếu như diamond viên gắn đá mà nó cứ xúc ra mít á, thì nó đến nó sửa mình mất thời gian, mà nó nói là mình làm không tốt, cho nên là mình sẽ làm những cái gì tốt nhất cho khách nha. Còn cái vấn đề nó đến sau này gỡ ra thì cái đó tính sau. Everything good, right, ma'am? Yeah. Let me see. I just got my one of my diamonds fell off. Cute. You got tips or no? You got them? No, you look like you got tips. I'm in love with my feet. No. Look. Sau khi mình bôi cái gel cho nó đều rồi á, thì bây giờ mình sẽ dùng đây là cái top coat. Đây là cái top coat. Bây giờ mình bôi top coat lên là mình sẽ gắn diamond lên nha mọi người. I better get my feet massaged too. They cute. Yeah. Period. You can't say nothing to me. Every time I get my feet done here, every time. Đó, mình vuốt hai bên nho những cái top coat hoặc những cái gel mà nó bị tràn ra ngoài á, cho nó không có làm mất cái shape của mình nha. Ok, đây là bây giờ mình sẽ gắn đá này. Đây là cái hộp đá của mình nhé. Had to. Now see, last time I got them, I had diamonds on. Yeah, like, he's looking at the design. You can use my phone. My phone is charging if you want to use it. He's running it. I'm selling my feet pictures, period. Làm xong cho khách thì khách rất là vui, cười nãy giờ luôn á. Can you use all tiny ones? You want all tiny ones? Yeah, like that. Ok nha mọi người, đây đây nha mọi người, đây là cái ngón mà mình đã hoàn thành gắn đá, và bây giờ chỉ có việc cho vào đèn thôi. Cho vào đèn thì sau đó mình sẽ làm tiếp tục làm ngón khác. Ok, put in the light for me. Ok, tiếp tục qua cái này nhé, tiếp tục qua cái ngón này. Okay, he popped a diamond bag on. Yeah, when he's done. Oh, I thought he was gonna do it. He cool. I'm not ready for that one. Okay, I got diamonds on all three of my nails. I need to pee. This diamond's on.
Đó. Tiếp tục quét một lớp mỏng cái gel này lên. Chưa bao giờ làm một cái bộ móng dài nào mà nó đơn giản như ngày hôm nay luôn đó mọi người. Chứ cuối ngày rồi làm mệt rồi mà làm cả ngày mệt rồi mà đâu mà đụng vào mấy cái móng này thì nó rất là oải, cho nên là Hi Tony. We are so fancy. Why are we always like that? We're always models. Đó, quét cho nó mỏng mỏng thôi. Tại vì cái gel này không cần quá dày nha mọi người. Không cần quá dày. Tại vì cái gel này nó dính rất là chắc. Đó, bây giờ mình sẽ cho thấp phút lên. Hello Phương An. I got to get some. What happened? Nothing. They're good. You like it? Yeah. How can you pop another diamond? Oh, I will put it for you. Don't worry about that. Okay? This is the different type of flavor of nails. That's what you say? You say this is different type of flavor of nails? Yeah, it's a different level for me. I get long nails, but like never like this long. But I wanted to get them this long. It's just that they always break. No, you will not. This tip is crazy, you know that. This is the this is the first customer I use this tip though. This is new one, so you can feel it, right? Yeah. No, they're really good. They feel really good. You can feel how strong is it, right? Yeah. And my fingers, they're all light. Yeah, they really are though. My fingers are light. I don't know why. Because I make it really good. He said you're playing with him. Stop playing with him. What's that one girl on TikTok? Đó, mình trước khi mình cho bộ đèn này mình cứ vuốt hai bên cho nó những cái thóc cốt mà nó bị. Ok, put in the light for me now. Yeah, under the light. These two have diamonds too. Yeah, yeah, okay. Just one, you want one or? Yeah, just one. Okay. It's in the, right there on the picture. These two, right? I will do three, okay? The thumb too. Okay? Yeah. Mọi người thấy cái màu glitter nó ra. Mọi người thấy màu glitter nó lúc mà I'm just glad I got it done, because this would have been done. I can get I'm gonna wait for my toes. Did you pay already? No, I'm about to. Cái màu glitter nó ra cực kỳ đẹp nha mọi người. I do not regret coming here. It's so bomb. Like I'm in love with my feet and my nails. But you guys should give us a recommendation on Facebook, okay? Yes. And then that promotion out there, is that over? Which one? The one where you bring a friend. Yeah, it's over. Okay. They have the date under. Right.
You want small, right? Mm-hmm. The same size like this, okay? Yeah. Or you want a little bit bigger? You can do it a little bit bigger. Okay. I do too, okay? Like this? Mm-hmm. How much are your masks? Just $5. $5? He said $5. Yeah, you know how much they sell for that? You know how much they sell for that? Look at this. No, for real. Look through them real quick. Yummy. Any other designer ones in there? They got Chanel. We have a lot. No, I was looking at this one, though. Let me see that Louis Vuitton one. This one? What the other side look like? I like this. I like this. I like this. They big too. Yeah, I should get this one too because I'm gonna get this. I think they're these colors. Thank you. He said I'm ready to go home. Right? He's like, he's not ready. No game. He said, I don't know about y'all, but I'm getting out. Với những cái con cái mà mình gắn rhinestone như này thì đôi lúc mình cho vào đèn mà những cái treo mà nó bị những cái treo mà nó mỏng á, những cái treo mà nó treo gắn đá mà nó không có tích cái nắp á thì nó hay bị chảy hai bên, thì mình sẽ dùng cái đèn này này. Mình sử dụng cái đèn này mình hơ một chút cho nó cứng, một nó hơ nó khô một chút rồi mình mới cho vào đèn. Put in the lamp. Nước của nó dục rồi hả? Yeah, he probably threw it in the trash. It's okay. Yeah, we'll get some. Oh, you got pink lemonade too at the house. See? Toilet paper before we go in the house. Toilet paper? For you. You gotta get some. So from Walmart closed at 11. They changed the time now? Yeah. They used to close at 8 though. Yeah, it's 11. Mình sẽ dùng cái đèn này mình hơ một chút cho nó khỏi nó lúc mà cái ngón tay nó nghiêng á nó không có chảy hai bên nha mọi người. It's so pretty.
He did that. No, he really did. That's why he went black. He already knew he was going to body the nails. And that's on here. These are nails that I need for when I'm about to get married, when my nails about to propose to me, my nails are doing like this. See, you keep coming in there with something that they, your job is gonna kill you. That's why your job is working on your butt. What do you mean? I'm the baddie. Right. Like, okay, now with the nails though. A lot of people don't like long nails like these, so hopefully you keep them off me. Oh, right. But I like long nails, so I don't really care. Because people will think like it's good. Right, but like, I don't care. Because these aren't really good. These are classy. They're pretty. Yeah. I'm just glad my grandma. I just need my sick grandma to get her out there. So I'm glad I got them all here. It's over me. It is over me. Wait till I'm flipping my damn door and I can hear everyone flipping it. I'm done. Có mình hơ một chút cho nó cứng một chút rồi mình cho vào đèn nên nó không có bị chảy dòng. Okay. We have the cuticle oil. I want the cuticle oil. You like it, right? Yes, bomb.com. I gotta get some heels. Put my clothes out. Yeah. Cause you can't switch them at your desk. Like the pink ones I got, but like different color. Need to make a DSW. Oh yeah. See, they got y'all size. They probably don't go up no bigger. That's why I was using. They have to. It's a shoe warehouse. Yeah, got to. But just like the other, what's that shoe by Marshall? They Famous Footwear. Yeah, they didn't have my size either. Oh yeah, everybody's gonna be like, where you get your nails done then? And I'm gonna be like, I can't tell you, because then everybody's gonna start coming here. Right. So no, I'm gonna tell them though. I'm not happy though. I'm not happy about it. Yeah, you got the best promotion right here. I'm telling you, everybody's about to start coming here now. Wait till they see it, they're gonna be like, bitch, okay. Right now. He about to take that picture. Yes. Hey, oh, I need to keep her going. Okay, mọi người. Đây là đây ok mới xong nha mọi người. Đây móng rất là dài nha, dài lắm luôn á. Rồi. Đó, hy vọng là mọi người enjoy watching. Okay, thank you so much for watching, and then I will do a next video for tomorrow to show people how to put this tip on. Okay guys, this is very nice, very, it's fancy though, like really fancy. All right, see you guys next live, okay? Thank you and bye bye and have a good night. That's too late.